Thì một hôm thì tôi nhận một cái thơ của người chị chồng, tức là chị của anh Tài đó, gửi vô trong đó. Chị nói một câu ngắn gọn là: Bảy đã về với má ngày tháng năm. Bảy là cái tên thường gọi trong gia đình đó. Thành ra tôi nghe là tôi hiểu là má chồng tôi mất lâu rồi. Nên cái câu nói đó tôi hiểu rằng là anh Tài đã bị tử hình. Thì đêm đó là tôi dần, tôi mới kể cho thằng bé nghe. Và tôi kể nó theo cái kiểu mà rất là cổ tích vậy đó. Tôi nói: ồ, bây giờ hả, ba đã bay lên trời rồi. Ba làm dũng sĩ, ba tiêu diệt kẻ xấu, ba bay lên trời rồi. Thành ra là mình sẽ không gặp ba nữa. Tôi nói với thằng bé như vậy, nhưng mà nó mắt nó cũng, nó thằng bé thì nó không có khóc ào ào hay này kia đâu, nó chỉ rơm rớm lên là mặt nó đỏ lên thôi. Còn tôi khóc. Tới sáng hôm sau tôi để tang, tôi xé cái áo sắn ra nhỏ tôi để tang, thì đi cán bộ gọi là cán bộ ở trên công an quản giáo, nó mới hỏi tại sao chị để tang. Cái tôi nói chồng tôi mất. Ai nói với chị là chồng chị mất? Cái tôi nói tôi hôm qua tôi nằm mơ tôi thấy ông chồng tôi về báo là đã bị tử hình. Rồi thế xong nó nói nó ầm kinh à, tại vì nó thấy mình nói cũng có vẻ hợp lý quá, và sự thật là như vậy nên là nó làm tin. Rồi tôi để cái mảnh vải may vô áo vậy thôi. Rồi những năm tháng ở trong đó thì cũng quen dần đi. Thật ra tôi cũng sức mà sức người, cái người phụ nữ thành phố rồi còn đi học hiền, tay chân còn mảnh vẽ rồi còn trắng trẻo rồi này kia. Bây giờ phải tập thích nghi với những điều đó, tôi phải có những cái thời gian nào thấy các cái bi chân không ở trên các tống để mà gánh 25 đôi nước từ ở bờ sông mà về đổ cho trại xài, rồi phải chát những cái bao lúa, những cái thủng lúa bự vậy nè lên trên bậc tam cấp để nhập kho. Rồi đến những cái buổi chiều mưa mà phải cấy với ruộng mà đĩa thì nó buông, mà anh biết người phụ nữ mà đĩa là sợ rớt sợ chết khiếp luôn á, mà cũng ráng là túm lại cái chân rồi để cho đừng cái chân nó đừng chung vô trong mùn đồ này kia, rồi phải sợ nó cố gắng lấy can đảm nắm nó dục ra rồi vân vân. Rồi từ những cái điều mà người mỏng manh của người phụ nữ ở thành phố mà mình trở thành là lì lộn rồi đem đúa hay là gan lì trước những cái chuyện này chuyện kia, thì ơn trời là tôi vẫn khỏe chứ tôi không có bị bệnh. Bởi vì tôi nghĩ trong cái hoàn cảnh đó nếu mà tôi bệnh thì ai sẽ lo cho thằng bé. Mà cái điều đó làm cho tôi luôn luôn thôi thúc là mình phải sống để cho con mình được sống. Cứ mang cái điều đó hoài. Rồi hai mẹ con thì cứ cơm cháo rau rồi riết rồi nó thành một cái giống như mình quen với công việc rồi, mình quen với cái môi trường sống đó rồi. Nên là tôi không còn cảm giác là mình dĩ nhiên là vấn đề chồng thì cũng mất rồi, ác thì cũng lâu rồi, cũng phải chấp nhận cái hoàn cảnh nó đã như vậy rồi, mình cũng không thể thay đổi được cái gì hết. Nhưng mà làm sao thằng bé nó phải có một lần đó là nó lên một cái cơn sốt cao lắm. Lúc đó thì tôi còn ở lúc đó là còn ở Phan Thiết, còn ở trại cũ, thì nó mới đem lúc họ cũng không phải tốt gì đâu, nhưng mà họ phải di lý gọi là chuyển tôi về lại Sài Gòn để tìm thêm. Lúc đó có những vụ án khác, chẳng hạn như vụ án Trần Văn Bá rồi những vụ án này kia, thì bắt đầu nó bị bể ra rồi, thì họ mới mang tôi về Sài Gòn để hỏi lại là những người này có liên lạc với chị không, những người này có nằm trong nhóm chị không, như là để nhận diện á. Tôi nói không, nhóm chúng tôi chỉ có những nhóm thôi, chúng tôi không có quen ai, không có một cái liên lạc nữa. Thì lúc đó thằng bé nó sốt thì họ mới đưa nó vô bệnh viện Nhi Đồng, thì họ mới cách ly tôi ra để mà khai cung cho dễ. Nó nói nếu mà chị không khai báo thật á thì con chị không bao giờ được thấy mặt chị. Rồi tôi nghĩ thằng bé nó quá bệnh rồi, nó đã sốt cao quá rồi mà không có thuốc men gì hết. Rồi tôi nói là tôi vẫn nói không, tôi không có dính líu gì tới những tổ chức này hết. Thành ra là tôi nếu mà nó chết là mấy anh chịu trách nhiệm, tôi nói vậy. Rồi cuối cùng thì thằng bé nó sốt cao quá, ở bệnh viện báo lại cho cái trung tâm thẩm vấn ở Sài Gòn đó, thì họ cũng là họ sợ, họ nói chung là cộng sản họ cũng có cái gì họ sợ trách nhiệm,
họ nhận của tôi từ ở Phan Thiết, họ đem ra đây khai mượn mượn tôi ra ở Phan Thiết ra đây để khai cung thêm, và không có gì được phải trả tôi về thôi, chứ giữ nó chữa tôi lại rồi con đi chết thế này thế kia còn đủ thứ chuyện nữa. Cuối cùng là tôi họ cho tôi vô bệnh viện nhận thằng bé ra, rồi họ lên xe hơi, lúc đó con ngồi xe hơi đàng hoàng chạy thẳng ra Phan Thiết, thì thằng bé nó thở hơi lên, nó gần như nó sắp chết á, mà mình thấy có mấy ngày mà cái mặt nó đờ đẫn, nó không còn giận nó. Tôi bình thường là nó là một đứa trẻ tuy tật nguyền nhưng mà nó rất là luyến thắng, nó rất là coi như là vui vẻ vậy đó, mà bây giờ nó là đơ ra rất là mặt mày coi như ngơ ngác luôn á, mũi giải rồi lòng thòng. Rồi cái khi mà đưa nó trở lại nhà trên đường đi thì tôi chỉ biết cầu khấn Phật trời thôi, chứ tôi cũng biết cách nào nữa. Người ta cho nó một vài viên thuốc thôi, rồi sau nó sốt mê man, rồi xong nó tỉnh dậy, rồi nó sốt mê man rồi nó tỉnh dậy, chỉ có vậy. Thì mấy anh bạn là bác sĩ, mà bác sĩ tù ở trong đó họ cũng nói, họ nói có thể thằng bé con thì nó bị một cái chứng gọi là sốt viêm não, thành ra rồi sao khi mà nó sốt xong nó tỉnh dậy á, thì người nó bị càng ngày nó càng rút lại hơn, rồi cái tay chân nó co rút lại, rồi coi như người đó nó coi như là nó co rúm lại á, cái đầu nó ngoẹo qua một bên rồi, rồi tay chân nó cứ là hoài thôi. Thì người ta nói là nó là di chứng của cái sốt viêm não mà không có thuốc nào chữa. Nếu mà chị cho nó ra ngoài sớm thì quả mai là nếu mà nó được ra nước ngoài người ta phục hồi nó lại. Nhưng không biết làm cách nào, lúc đó là không có một ai, không có người thân, không có ai để mà tôi nói được, mà không biết cái gì bên ngoài, không có ai để người thân nào đến với mình để mà họ cho mình thông tin về nước ngoài hay là thông tin ở bên ngoài xã hội sao. Chúng tôi hoàn toàn mù tịt, giống như mà sống trên quan đảo gì, suốt những năm tháng ta cho tới khi mà bé đã được ra rồi thì tôi cũng mừng. Ở trong trại có một cái tên công an, nó nói với tôi rằng là chồng chị mất ngày nào tháng nào. Cái tôi nói gì, nó nói một câu mà tôi nói rồi, nó nói có vẻ như nó cũng có vẻ như là nó coi phản ứng mình ra, nó có thể tôi là một trong số người đã bắn chồng chị. Bởi vì có thể là người ta đã điều chúng tôi đến đó 7 người với 7 cây súng để mà bắn một người nào đó mà chúng tôi không được biết tên. Cái luật của nó là như vậy, thành ra tôi hình dung rằng là anh ta cũng là hình như là cái tên này là cái thời điểm đó tôi có bắn cái người ở trên núi đất đó, có thể tôi đã bắn chồng chị. Tôi nhìn nó mà tôi không biết là mình nên là tha cho nó hay là mình nên giận nó, nhưng mà tôi nghĩ đó là công việc mà nó phải làm, mình nên tha cho nó đi. Trong lòng tôi là tôi không có hận thù, mặc dù tôi rất là đau đớn trước cái tin mà nó nói một cách nghĩa là bình thản như vậy. Dĩ nhiên ở tù là khủng khiếp rồi, nhưng mà mỗi ngày qua đi đã là một cái ám ảnh kinh hoàng rồi. Sự đói khổ, sự mệt nhọc, sự đó là gian nan trong gọi là lao động cải tạo, ăn uống thiếu thốn, môi trường phức tạp, hạn hẹp, thiếu gọi là tinh thần và vật chất đều là coi như là luôn luôn bị bó buộc, tù túng. Mình không được nói những điều mình nói, mình không được sử dụng như cái công thành quả lao động của mình làm ra. Thì tôi nghĩ ở trong trại cải tạo hay là ở ngoài đời lúc đó giai đoạn đó cũng giống như nhau thôi. Nên là tôi có nói cái câu ví von mà cái tên cộng sản này, tên hay cung này nó cũng lâm lắm. Tôi nói là chúng tôi đã đi trên một con tàu và tôi không tuân theo cái câu là xin đừng thò tay ra ngoài cửa sổ, nên chúng tôi đã thò tay ra ngoài cửa sổ, tôi bị nạn. Và ra giống như xã hội các anh bây giờ đang like, đang kéo một cái con tàu mà có những cái lê lết như vậy, những cái khổ sở mà tôi thấy là cái ưu việt, tôi dùng cái từ là cái ưu việt của chế độ này là nơi nào cũng giống như nhau cả. Tôi nói cái câu đó nhưng mà cái tên cán bộ cộng sản phải công nhận là hắn cũng răng, hắn nói chỉ muốn nói là nơi nào cũng đói khổ như nhau. Tôi nói cái đó anh nói cho nghe tôi. Nhưng mà rõ ràng trong lòng tôi nghĩ là ở trong tù mà ăn uống khó khăn hay gian khổ gì nặng nhọc một tí, như ở ngoài dân mình đang đi kinh tế mới, đang bị đánh tư sản, rồi đang nghèo đói, đang ăn đạn độn bo bo thì cũng giống như nhau thôi. Thật ra là tôi cũng là một người phụ nữ bình thường chứ cũng không phải là mạnh mẽ gì,
Nhưng mà cái nghị lực mà tôi có thể vượt qua được đó là làm sao phải sống để mang con mình ra khỏi tù, làm sao để nuôi dạy nó thành người đàng hoàng như cái mộng ước, cái mong đợi mà anh Tài đã gửi gắm ở giây phút cuối cùng. Thành ra đó là lý do mà tại sao tôi cố gắng hết sức để sống, là mình nghĩ rằng mình còn có đứa nhỏ. Chứ cái mức án thì dĩ nhiên là đối với những cái án mà hình sự tham nhũng hay là những cái án mà gọi là cướp giật rồi đó, rất là nhẹ và rất là mau được giảm án. Nhưng mà với tôi đó thì 14 năm mà tôi ở, 11 năm 9 tháng rồi, 10 năm 9 tháng rồi, vậy tôi chỉ giảm được có mấy năm thôi. Đó là nhận cho tù, gọi là tù chính trị, cái mức giảm nó rất là hạn hẹp. Và đừng đòi hỏi công bằng ở chế độ cộng sản. Thành ra tôi coi như là tôi chấp nhận về điều đó. Mình đã có đầy đủ dũng khí để mình vượt qua rồi thì mình sẽ sống cho tới lúc ra khỏi trại. Có thể là một số người người ta không hình dung được là cộng sản nó ác như thế nào hoặc nó độc tài nó như thế nào. Nhất là cái lớp trẻ sau này mà sanh tại Mỹ hay là sau này sanh ra ở Việt Nam sau 75, lớp trẻ năm nay 40 mấy tuổi rồi, họ cũng đã có gia đình và có con cháu rồi. Thành ra họ không hình dung được là ồ, hồi xưa là mình có điều đó làm sao mà tù tội dữ để làm sao này kia, họ không thấy. Và tôi nghĩ là mình là một cái nhân chứng về điều đó. Đầu tiên cái không phải đợi tới ở tù, đầu tiên cái tôi học được cái từ cộng sản là cái bài học phản bội. Tức là ngay từ đầu 75 vô là tôi đã thấy được cái bài học phản bội, đó là ba tôi đã đối xử không tốt với lại cô tôi, người đã nuôi con mình bao nhiêu năm mà khi ông ấy về ông ấy cứ bắt buộc là thằng con trai của cô tôi là một cái sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải tìm cho được nó để mà bắt nó đi tù. Cái vậy là sự phản bội. Tôi cho là tại sao người ta nuôi con mình bao nhiêu năm mà bây giờ người ta có một thằng con trai mà mình lại phải đi truy lùng nó, phải đi tìm nó để mà bắt nó đi tù. Thành ra đó là tôi cho là bài học phản bội. Mà không phải một mình tôi cũng có một nhiều số bạn bè cũng tuổi lứa tuổi như tôi. Bài học đầu tiên mà người cha của họ dạy cho họ là bài học phản bội, là phản bội là những người mà trong thời gian họ đi tập kết, thời gian họ đi hoạt động cách mạng, giao cho người con cháu dòng họ nuôi, nhưng mà sau đó họ khi về họ lại quên tư sản, họ lại đập sập cái ngôi nhà mà những người đó đã nuôi con mình, đã nuôi mình, chính những người đã nuôi mình trong thời gian mà mình lẫn nước ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thì đó rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng bây giờ cũng là phải là đau đớn nhận ra rằng là họ bị phản bội. Ngày xưa họ đã dành từng miếng cơm, miếng gạo để mà nuôi quân kháng chiến. Rồi bây giờ về thì họ cũng bị người ta đuổi nhà, người ta cướp đất, người ta giành ruộng, người ta đó là đang làm cho họ tán gia bại sản. Thì đó là gì? Bài học tôi cho là đầu tiên nhất của Cộng sản là bài học phản bội lại chính người của mình. Tôi nghĩ rằng là tuổi trẻ nên hiểu hơn về thực chất của Cộng sản để mà mình nghĩ rằng là phải loại trừ nó bằng cái cách nào đó, chứ không thể nào mà cứ cúi đầu mà ngoan ngoãn chấp nhận. Có một cái con bé nó sanh tại bên Mỹ này, thì nó là tại học, nó đang học ở một đại học danh giá cũng nổi tiếng của nước Mỹ, thì nó nghe cái câu chuyện và tôi cũng không có giấu giếm nó, cái gì tôi cũng kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện. Nó nói con cảm ơn là đã chia sẻ cái câu chuyện đó, vậy con cảm thấy con tự hào con là người Việt Nam. Tức là đó là một cái hạt giống tốt rồi đó, mình đã gieo lên những cái mầm tốt ở trên một mảnh đất tốt. Dĩ nhiên câu chuyện nó qua lâu rồi, rất là đau đớn mỗi lần nhắc lại. Tôi đã cố gắng là dằn nén cảm xúc của mình. Anh ấy bị mất năm 82 và bây giờ nó đã là bao nhiêu năm rồi, nhưng mà cái nồng đau đớn nó vẫn không nguôi mỗi lần nhắc lại. Và cũng như nó nói về thằng con của tôi, sự tật nguyền của nó làm cho tôi cảm thấy là mình có lỗi, là đã đẩy nó vô một cái môi trường mà nó phải chịu đựng như vậy suốt mấy năm ở trong tù, để cho thằng bé nó bị tật nguyền như vậy. Tôi cảm thấy mình ân hận về điều đó, nhưng mà
Tôi chưa bao giờ ân hận về những gì mình đã làm và những tội lỗi mà mình đã bị gọi là kết án như vậy. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hề cảm thấy ân hận. Và tôi cũng khẳng định một điều là nếu có cơ hội làm lại từ đầu, tôi cũng sẽ làm như vậy nếu còn Cộng sản Việt Nam. Đó là một cái điều mà lòng tôi luôn nghĩ về điều đó. Bởi vì nếu mà mình không có làm cái gì đó thì cảm thấy giống như mình cảm thấy mình trai trước với lại quê mẹ.